Các bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, xin cảm ơn. Hệ thống siêu cấp công môn, tập 13 Chương 80, Sủi cảo ăn ngon không? Trung, khi ôn bình vượt qua hàng cây nguyệt quan thụ, đứng trước cửa phòng bếp, thanh âm hệ thống vang lên, phòng bếp sau khi được thăng cấp nhận được năng lực đặc thù, vô hạn địa hỏa. Hỏa diễm lấy từ sâu trong lòng đất vạn trượng, dùng nó để nấu ăn có thể tự động gia tăng gấp đôi hương vị. Đồng thời tăng thêm khu vực chuyên nấu linh thiện. Bên trong thương thành có bán ra phối phương chế biến linh thiện, nhưng trong quá trình điều chế, nếu như chính ký chủ động thủ thì sẽ tự động hoàn thiện, sửa đổi chỗ sai lầm của ký chủ, đạt đến mức hoàn mỹ nhất. Mở thương thành. Ông Bình bị một câu nhắc nhở của hệ thống, lập tức mở ra địa đồ, sau đó ghé qua thương thành của trù phòng khi ánh mắt rơi vào mơ đồ vật trong thương thành hắn không biết phải diễn tả như thế nào loại linh thiện mới ra vậy mà là sủi cảo sủi cảo này mà là linh thiện gì ký chủ không nên xem thường sủi cảo này đây là linh thiện vạn năng chỉ cần có nhân bánh thích hợp nó mang lại hiệu quả ở nhiều mặt bất quá yêu cầu cách làm cũng không đơn giản như sủi cảo bình thường ôm bình gật gù sau đó nhấn nút mua Bỏ ra 5.000 kim tệ mua phối phương chế biến sủi cảo linh thiện. Bất quá, khi đã mua về phối phương chế biến, phối phương sủi cảo lại đổi thành sủi cảo nguyệt quang. Theo hệ thống nói thì trước mắt hắn cũng chỉ đủ năng lực để chế biến loại sủi cảo này. Thật ra thì dược thiện và linh thiện khác nhau lớn nhất chính là nguyên liệu. Sủi cảo nguyệt quang đều cần nguyên liệu không phải phàm vật. Ông Bình đánh giá qua một chút, muốn kiếm đầy đủ số nguyên liệu này cũng cần tốn gần vạn kim. đặc biệt là lá cây nguyệt quan thụ vật này là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu nếu như không phải trước phòng bếp còn có hai hàng nguyệt quan thụ tươi tốt một đạo linh thiện này còn cần phải mất mấy vạn kim mới sưu tầm đủ nguyên liệu cái này không khỏi để ôn bình cảm thán nguyên liệu đắt đỏ mua được phối phương ông bình cũng không vội vàng bắt tay làm ngày mà dự định thử xem năng lực đặc thù mới của phòng bếp khai mở địa hỏa màu đỏ cam ông bình thử làm món trứng chiên cũng chỉ là thả một cân muối đùa thôi, là bỏ vào một ít muối, sau khi làm xong, trứng tráng ra một màu vàng ống, nhìn đặc biệt mỹ quan. Dùng đũa gấp lên, nếm thử một miếng, hương vị quả thực là không có chỗ chê. Ngoài giòn trong mềm, trứng gà ở trong miệng, để cho mùi thơm không ngừng quanh quẩn tại vị giác, thật lâu đều không tiêu tan. Ông Bình không muốn uống nước, hắn muốn để cho loại tư vị này quanh quẩn ở trong miệng lâu hơn một chút. Sau đó cầm lên cái xong, múa dao như thật, Muốn làm bữa sáng hôm nay. Sau hừng đông không lâu, Hoài Diệp vội vàng chạy tới phòng bếp, nàng đứng tại cửa nhìn phải ngó trái một hồi mới dám đi vào. Bởi vì nàng có chút không dám tưởng tượng ra đây chính là phòng bếp nhỏ mà nàng gần đây mỗi ngày nấu nướng. Đi vào trong, nhìn thấy Ôn Bình còn đang nấu ăn, liền kinh ngạc hỏi, "Tông chủ, ngươi thế nào lại dậy sớm đi làm bữa sáng?" "Đây là công việc của ta mà. Đi gọi mọi người tới dùng cơm." ta chuẩn bị để cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Ông Bình vừa nói vừa cười một cách thần bí. Hoài Diệp nhìn thấy nụ cười bí hiểm của ông Bình, ông thái độ hoài nghi chạy ra ngoài, lúc rời đi không nhịn được mà nhìn hàng nguyệt quan thụ mấy lần, bất quá hình như là nàng cũng không nhận ra, chẳng qua là thấy chúng có chút đặc biệt mà thôi. Khi đưa đám người đến đầy đủ, mấy người đối với bố trí phòng bếp biến hóa có phần kinh ngạc, vừa mới đặt chân vào cửa liền nghe đến thanh âm ôn bình truyền tới, đi lên lầu. Mấy người thốt ra vài tiếng, nhìn chung quanh vài lần, ở bên phải phòng bếp có một cầu thang nhỏ, thuận nó mà đi lên lầu. Vừa lên lầu 2, mọi người liền thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, mấy người đi vào trong đó liền có cảm giác khác biệt. Lịch sự tao nhã, tinh xảo, còn có vài điểm đáng chú ý, bên trên mỗi cái bàn vuông đều có một cái bình hoa, trong bình cắm một bông cúc vạn thọ, à không phải, hình như là hoa hồng, nở chói lọi. nhìn chẳng khác gì một bông hoa. nói chung là bọn hắn còn chưa bao giờ thấy cách bày biện này. cũng không lâu lắm, ông bình bưng đồ ăn đi tới, dương nhạt nhạt vội vàng tiến lên đón. công chủ, để ta giúp. trong tay tiếp nhận dĩa đồ ăn, mũi dương nhạt nhạt không khỏi kéo dài ra, nhìn xuống đồ ăn trên tay, tán thưởng một câu, hoa, thật là thơm a. À. Sau khi Dương Nhạc Nhạc cùng Triệu Dịch đem tất cả đồ ăn đi lên. Ông Bình mới đem cái lồng mở ra. Lồng này là lồng đậy thức ăn chứ không phải là lồng đâu, đừng có đen tối, lồng vừa mở, mùi thơm bốc lên nước mũi. Cáp cáp ghé vào bên cạnh vương bá, ngửi được mùi thơm liền đứng lên, mắt mở tròn xoe. Mấy người ngồi quanh bàn, sau khi được sự cho phép của ôn bình liền nhau nhau động đũa. Dương nhạc nhạc cầm lên một miếng thịt gà, xé ra, đưa vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, vội vàng giơ ngón tay cái lên, tấm tất lấy làm kinh ngạc nói, công chủ, hóa ra là ngươi lại nấu ăn ngon như vậy, mùi vị đều vượt qua hoài không tiền bối. Hoài Diệp nghe xong lời này, cũng gấp lên một miếng rau, ngửi ngửi, sau đó đưa vào trong miệng, không khỏi lên tiếng khen ngợi, rau này có chút vị ngọt, ngọt, hơn nữa đặc biệt giòn. Nương theo hai người cảm thán, bọn người Vân Liêu cũng bắt đầu đánh chén, qua một bữa cơm, miệng khen không dứt. Hoài Diệp lập tức liền hỏi Ôn Bình có muốn nhận học trò, nàng muốn học tài nghệ nấu ăn này của Ôn Bình, bởi vì cái đó và việc hắn làm y phục không giống nhau, phải nói làm sao a, à? liền cảm giác giống như hai trường phái khác nhau, những thứ cần chú trọng có sự khác biệt, nhưng đều đặc biệt thú vị. Ôn Bình không có trả lời nàng, mà hướng mọi người nói, hình như là sắp đến ngày kỷ niệm kiến thành rồi, như vậy đi các ngươi ai có thể gom đầy đủ đồ vật trong danh sách này ta liền làm một đạo linh thiện đưa cho mọi người sau khi ôn bình nói xong câu này bọn người hòa diệp đều im bặt tiếng cười chỉ có vương bá là vẫn đang tán thưởng ôn bình ân tông chủ rau xanh này của ngươi nhìn giống rau ranh ăn vào rồi mới biết hóa ra là rau xanh không có người để ý tới vương bá bởi vì ôn bình nói tới linh thiện đã kinh trụ tới bọn họ sau khi xem qua danh sách mà ôn bình đưa cho kinh ngạc trên mặt mọi người được thay dần bằng nụ cười vui vẻ. Mặc dù mọi người đối với linh thiện không hiểu rõ khái niệm, nhưng ít ra là họ vẫn biết đây là thứ so với dược thiện còn thần kỳ gấp mấy lần. Trước mắt, tại đông hồ này còn chưa ai có thể làm ra linh thiện, ngay cả yêu trù hoài không cũng làm không được. Đúng dịp kỷ niệm ngày kiến thành, ta miễn phí tặng cho các ngươi một cơ hội thoát thai hoán cốt, không cần bước vào thông huyền cảnh cũng có thể đạt vô cấu chi thể nhưng yêu cầu đầu tiên là các ngươi phải gom góp đủ số nguyên liệu kia nếu như không đủ vậy ta cũng chịu còn có chuẩn bị nhiều một chút thì ta lại làm nhiều hơn một chút kiếm ít thì ta lại làm ít nghe được câu nói này người kinh ngạc đầu tiên là vân liêu bởi vì hắn là người có cảnh giới cao nhất ở đây đối với vô cấu chi thể cũng hiểu rõ rất sâu cảm giác kinh ngạc tất nhiên là sẽ lớn hơn mấy người dương nhạc nhạc cái này giống như là làm một công việc khi người không hiểu rõ về nó, người cũng chỉ thấy nó bình thường, dễ dàng có thể làm được. Nhưng khi người đi tìm hiểu nó, người liền phát hiện nó không có dễ dàng như tưởng tượng. Có lúc người thật là đã hiểu rõ nó, người lại cảm giác nó trở nên thêm khó khăn. Vô cấu chi thể là biểu tượng của thông huyền cảnh, luyện thể cảnh dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Vân Liêu tự lẩm bẩm vài câu, sau đó tiếp nhận danh sách từ tay Hoài Diệp, nhìn một hồi đây chính là nguyên liệu để chế biến linh thiện. Vậy mà không cần bước vào thông huyền cảnh cũng có thể đạt vô cấu chi thể. Chợt Vân Liêu vội vàng ra lệnh, sau đó đem đồ vật bên trong danh sách phân công ra cho mọi người, mọi người xuống núi mua sắm. Bữa sáng qua đi, tất cả mọi người liền vội vã rời đi Vân Lam Sơn, còn triệu dịch thì bị ôn bình giữ lại. Ôn bình liếc mắt qua đống chén dĩa trên bàn, nói, trước, ngươi đem chén dĩa dọn dẹp, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chương 81, sủi cảo ăn ngon không? Hạ, sau khi tất cả mọi người xuống núi, triệu dịch dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, sau đó im lặng đứng sau lưng ôn bình trên lầu 2. Thật ra triệu dịch cũng không phải là người hướng nội, mà là vì đứng bên cạnh ôn bình, hắn luôn có loại cảm giác kính sợ, quả thật không dám lên tiếng. Nhất là mấy ngày nay, chứng kiến ngay cả thông huyền cảnh cũng phải sách mông chạy theo ôn bình, trong nội tâm hắn càng thêm sùng bái vạn phần. Tất cả khu vực tu luyện của bất hủ tông ta ngươi đã thấy qua hết chưa? Trọng lực trường, sân hung thú thí luyện, ký túc xá. Triệu dịch khẽ gật đầu, hồi tông chủ, ta đều đã thấy. Ta biết rõ trên người ngươi không có tiền, cho nên ta sẽ cho ngươi cơ hội làm việc. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ quét dọn vân lam sơn giao cho ngươi. Một canh giờ làm việc được tu luyện trong trọng lực trường hoặc sân hung thú thí luyện một canh giờ. Mỗi ngày làm ba canh giờ miễn phí ăn ở đa tạ tông chủ triệu dịch vội không người trên mặt mang theo vẻ cảm kích khó mà diễn tả được nói thật mấy ngày nay hắn vẫn luôn sầu nào vì chuyện này nhất là sau khi biết được những khu vực tu luyện trong tông có điểm đặc biệt lòng hắn càng thêm ngứa ngáy hoài diệp dương nhạc nhạc có thể giúp đỡ hắn ngày một ngày hai nhưng không thể cứ nhờ người ta mãi được hiện tại ôn bình cho hắn công việc đối với hắn mà nói đó chính là một trợ lực rất lớn. Hắn tin tưởng, mỗi ngày tu luyện 3 canh giờ, trong vòng một năm hắn nhất định có thể quay về luyện thể ngũ trọng. Nói thật, hắn không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào cho thỏa đáng. Giúp hắn cải tạo kinh mạch đã là ơn tái tạo, hiện tại lại thêm ơn dẫn dắt, hắn hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới biểu đạt được sự cảm kích từ sâu trong lòng mình. Mặc dù không nói ra, nhưng hắn âm thầm thề, Nhất định phải trở nên cường đại, tương lai có thể vì ôn bình bài ưu giải nan một. Một, ý chỉ chia sẻ, giúp đỡ lúc hoạn nạn, khốn khó. Được rồi, trước hết ngươi mau đi quét dọn một ngàn bậc thềm ngoài kia đi, còn có cành cây mọc loạn hai bên đường, tất cả đều xử lý sạch cho ta. Dứt lời, ôn bình bỏ lại triệu dịch, xoay lưng bỏ đi. Triệu dịch cầm chổi lên, bắt đầu nhẩm tính nên sử dụng ba canh giờ có được sao cho hợp lý. Sau đó, hắn quyết định trước hết đều dùng vào trọng lực trường, dù sao hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng lên cảnh giới, mấy thứ khác đều chỉ là gió thoảng mây bay. Chạng vạn tối, bọn Vân Liêu lục tục trở về, mang theo nguyên liệu mà bọn họ tìm được, chạy một mạch đến trù phòng. Ông Bình cũng đang ở đó. Tâm đầu nhục của yêu vật đương khang, thanh lạc quả. Tổng cộng 7 món, đều là thứ khó tìm. Tuy nhiên, khó tìm thì khó tìm, nhưng đám vân liêu vẫn tìm về đủ, còn tìm được rất nhiều nữa chứ. Ông Bình đoán với số lượng này đủ để bọn họ ăn suốt mấy ngày rồi. Chỉ còn thiếu Hoài Diệp. Mọi người ngồi trong mắt chờ Hoài Diệp về, rốt cuộc nàng cũng về, còn mang theo hai vị khách không mời. Dương Tông Hiền vẫn cẩm y, dáng người có hơi mập mạp, cùng với Yêu Trù Hoài không hí ha hí hững, hoàn toàn mất hết phong thái của bậc đại trù. Cả hai đi theo sau Hoài Diệp, bước vào phòng bếp dùng đôi mắt cúng con nhìn ôn bình. Ông Tông Chủ, nghe nói ngài muốn làm linh thiện. Ánh mắt của Hoài không khiến ôn bình nổi hết da gà. Đương nhiên, đó không phải loại ánh mắt khủng bố hay gì, chỉ có điều nó khiến ôn bình cảm thấy đặc biệt không khỏe. Bỗng nhiên hắn quay sang nhìn Hoài Diệp, nàng vội vàng giải thích, Tông Chủ, là do nghĩa phụ một mực đòi đi theo đấy. Ông Tông Chủ, làm phiền. Dương Tông Hiền cười cười nói ông bình không nói gì thêm xoay người tiến vào phòng bếp trước khi đóng cửa còn lưu lại một câu một lát nữa hãy đến dứt lời hắn đóng cửa bắt đầu dựa theo phối phương chế biến nguyên liệu băm nhuyễn thái sợi hơn nữa còn dựa theo tỷ lệ chuẩn tiến hành phối trộn rồi dùng da sủi cảo gói lại đặt tất cả vào nồi tử kim trong trù phòng sau đó đậy nắp lại một lát sau mở nắp nồi ra nêm nếp gia vị khuấy rồi lại đậy lại cứ lặp đi lặp lại như thế bảy lần một lúc lâu sau bọn người hoài không ngồi ở lầu hai chứng kiến ôn bình bưng một cái thố ngọc bự chảng đi lên cả đám lập tức mừng hí hửng đến rồi màn đêm buông xuống thố ngọc phát ra ánh sáng nhu hòa trong đêm một cổ mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi tất cả mọi người đều không nhịn được run rẩy cảnh mũi nước bọt trong miệng sắp trào ra đến nơi đặt thố ngọc lên bàn canh súc màu trắng bạc khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Bởi vì nó khiến bọn họ có cảm giác như nguyệt quan sáng chói trên bầu trời hòa lẫn vào đó. Ngay khi đám người còn đang kinh ngạc, đồ ăn trong thố dần dần hiện rõ hình dạng khiến cả đám không khỏi sửng sốt một chút. Bánh sủi cảo Bọn hoài không quay đầu nhìn nhìn ôn bình, sau đó lại quay đầu nhìn về phía linh thiện. Vẽ mặt muốn dạy bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ông Bình không để ý đến ánh mắt của bọn người này, Hắn dùng thìa múc một cái nguyệt quang sủi cảo, sau đó dùng đũa sắn đôi nó ra. Chất lỏng màu trắng tinh khiết lập tức chảy ra, một màu trắng ống ánh tựa như có nguyệt quang rơi ra từ bên trong viên sủi cảo. Sau khi hào quang từ từ tiêu tán, để lộ nhân thịt màu trắng ánh huỳnh quang. Trước khi khai tiệc, ông Bình vội nói, hai bên mái hiên ở dưới lầu ta đã chuẩn bị hai cái vạt nước. Nam bên trái, nữ bên phải, đến lúc đó đừng có chạy loạn mọi người không rõ lắm liếc mắt nhìn ôn bình rốt cuộc hắn nói vậy là có ý gì bất quá đám người cũng không để ý nhiều được ôn bình cho phép cả đám lập tức vơ vét nguyệt quang sủi cảo có người còn trực tiếp cho luôn vào miệng chưa ăn miệng không cách nào khép lại được ăn miếng thứ nhất lại càng thêm say mê nhất là hoài không biểu lộ của hắn càng thêm khoa trương nói tóm lại cứ có cảm giác tóc gáy của hắn cũng bắt đầu nhảy nhót vui vẻ Ăn miếng thứ hai, vẻ mặt Hoài không lại càng khó tả. Nói thật, với tư cách là một thao thiết ăn hết thiên hạ, nhưng món ăn có thể khiến hắn hưng phấn đã sớm không tồn tại, bấy lâu nay, ăn chỉ vì thỏa mãn dục vọng trời sinh. Nhưng nguyệt quang sủi cảo lại khác, quả thực ngay cả hồn hắn cũng bị câu đi mất. Nuốt một ngụm, cảm giác hạnh phúc lan tỏa toàn thân. Ông bình ăn xong một cái thì ngừng lại bọn hoài không lập tức tiêu diệt sạch sẽ 100 viên sủi cảo trong thố ngọc. Ngay cả canh súp cũng bị uống sạch. Hoài không còn nhìn không được cầm thì vết. Đến khi không còn mút được gì nữa, đám người mới tỏ vẻ thỏa mãn. Hoài không nhìn ôn bình, vô cùng vui vẻ nói, ôn tông chủ, nguyên lai ngài còn làm được linh thiện, quả thật khiến ta bội phục. Danh xưng dược thần đông hồ hẳn phải thuộc về ngài mới đúng chỉ sợ năm đó dược thần tuyết thiên thiên cũng chỉ vừa biết đến linh thiện mà thôi hoài không vừa dứt lời dương tông hiền ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn kế đó chỉ vào mặt hắn nói hoài huynh sao hôm nay ngươi chưa rửa mặt đã chạy đến đây ngươi xem trên mặt ngươi chỗ trắng chỗ đen kìa hả hoài không không rõ lắm sờ sờ mặt mình chạm phải thứ gì đó đưa lên mũi ngửi kế đó hắn lập tức bụng miệng bộ dạng như sắp nôn đến nơi đây là cái gì sao lại thối như vậy trên người ta cũng có ta cũng thế ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc thanh âm sâu kín của vân liêu truyền đến đây chính là tẩy kinh phạt tủy dứt lời vân liêu vội vàng chạy xuống lầu bởi vì hiện tại hắn cần tẩy trừ nếu không chất ô uế do thân thể bài trừ ra và cả cốt tủy vừa được thay thế sẽ lần nữa bị hấp thụ lại lúc đó hiệu quả của tẩy kinh phạt tủy sẽ giảm phân nửa nghe xong lời này hoài không mới kịp phản ứng vậy mà ta lại quên linh thiện không chỉ đơn giản là ăn ngon kinh hô một tiếng sau đó hắn vội vàng chạy xuống lầu phóng thẳng sang bên trái cởi sạch cầm gáo múc nước dội liên tục đồng thời chà sát, tẩy sạch tất cả uế vật trên người đám người vừa tắm gội vừa hí hửng mừng thầm cười cười trăng đêm nay cũng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Chương 82, Mạc Lâm rốt cuộc họ cũng hiểu vì sao trước khi ăn ôn bình lại nói mấy lời mù mờ như vậy. Nước không phải chuẩn bị là để bọn họ tẩy rửa sao. Cảm tháng xong, đám người càng tăng nhanh động tác. Lúc trước, Hoài không cùng Dương Tông Hiền kỳ thật cũng không biết hiệu dụng của Linh Thiện. Sau khi nghe Vân Liêu nói, bọn hắn vừa trà sát chất dơ trên người vừa mừng thầm, không khỏi cảm thấy vận mệnh thật là vi diệu, Người khác nhập thông huyền mới có thể tẩy kinh phạt tủy, hiện tại bọn họ chỉ mới luyện thể đã có được đại ngộ bậc này. Bất quá, bọn họ không thể không thừa nhận, hiện tại mình là đang hưởng ké hào quang của nhi nữ, nếu không, dễ gì có cơ hội nếm linh thiện. Mặc dù nổi danh ở Đông Hồ, ai ai cũng phải dùng lễ để đối đãi, thế nhưng nào có dễ gặp được một linh thiện sư. Sau khi tẩy rửa thân thể xong, cả hai nắm chặt quyền cảm nhận lực lượng khác biệt trong cơ thể, loại cảm giác này quả thật rất trực quan. Ngoài ra, hai người còn cảm thấy thấy biến hóa lớn nhất chính là khả năng hấp thu thiên địa chi khí, một trước một sau, biến hóa to lớn đến mức khiến cho người ta liếu lưỡi. Hiện tại, thân thể tựa như vừa nhận vùng trời này làm nghĩa phụ vậy đó, thiên địa chi khí trở nên chiếu cố bọn hắn hơn, quá trình hấp thu rõ ràng tăng lên không ít. Đa tạ ôn tông chủ ban tặng linh thiện thời điểm ly biệt, hai người đều cúi đầu thật sâu bái ôn bình. Trời đất bao la, chung quy không có ai khác cho họ cơ duyên to lớn nhường này. Tiễn bước hoài không cùng Dương Tông Hiền, ôn bình quay về thính vũ cát, bưng chén nguyệt quan sủi cảo bự chẳng thuộc về mình lên. Giải quyết nhanh gọn lẹ, sau đó chạy vào phòng tắm tẩy sạch ô uế trên người. Xong xuôi, lúc ra khỏi phòng tắm, tinh thần vô cùng sảng khoái, thế giới cũng trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều đánh ra một quyền lực lượng rõ ràng tăng gấp bội thử xem tốc độ cũng tăng cỡ đó với tuệ lực hiện tại hắn có thể tự tin đánh chết tư luyện thể thập tam trọng dù cho kẻ đó có tu luyện mạch thuật cũng vậy ông bình nhịn không được cảm thán một tiếng ngụy vô cấu chi thể đã như vậy nếu như kinh lịch mạch khí tẩy rửa đạt được vô cấu chi thể chính thức thì đến tột cùng sẽ mạnh nhường nào thông huyền cảnh ta chờ hôm sau Ngày kỷ niệm kiến thành, bắt đầu từ sáng sớm, toàn bộ thương ngô thành rơi vào một mảnh phùng hoa náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ, trước mỗi nhà đều treo dây vải rực rỡ sắc màu, đại biểu cho phùng vinh thịnh vượng. Đội ngũ diễu hành thật dài dạo bước qua từng con đường trong thành, chiên trống ngập trời, phi thường náo nhiệt, dù là trạch nam trạch nữ trốn trong nhà đọc sách cũng nhịn không được xuống đường tham gia trận cùng hoang này. Thời điểm hiện tại, Bách Tông Liên Minh Hội cũng thập phần náo nhiệt, Bất quá, bọn họ nên đón không phải là ngày kiến thành, mà là phân hội hội trưởng Mạc Lâm. Hắn trở về khiến cho hơn phân nửa quan to hiển quý tại Thương Ngô Thành đều tập trung tại đây. Sau yến tiệc tẩy trần, Mạc Lâm mượn ánh nến, ngồi hàng huyên cùng Giang Nguyệt Dạ. Sắc mặt Giang Nguyệt Dạ ngưng trọng, nói, hội trưởng, lần này gọi ngài trở về vội như vậy quả thực rất ngại. Không sao, nói lại một lần những chuyện mà ngươi đã nhắc trong thư, chi tiết một chút. Mặt lâm khoát tay, tỏ vẻ không sao cả. Dạo gần đây, Bất Hữu Tông dùng thế tựa mảnh hổ quật khởi, liên tục thu nhận đệ tử, đều là thiên tư trác tuyệt, lại còn gia thế hiển hách. Dương Tông hiền chi tử, hoài không chi tử đều là đệ tử Bất Hữu Tông, ngay cả trưởng tử Vân Gia tại Tinh Duyệt Thành cũng trở thành trưởng lão Bất Hữu Tông. Mấy ngày trước, Kháo Sơn Tông đụng độ Bất Hữu Tông đều liên tiếp nhận lấy thất bại. À! đôi mắt thâm thúy đen như mực của mặt lâm lóe tinh quang, hiển nhiên, hắn phi thường cảm thấy hứng thú với chuyện này. Một cái tông môn xuống dốc bỗng nhiên cuộc khởi, sự tình hết cơn bỉ cực đến ngày Thái Lai như vậy cũng không nhiều lắm đâu. Gia Nguyệt Dạ nói tiếp, vốn là vạch trần âm mưu của Kháo Sơn Tông lại khiến cho Nhung Lão mất hết tiếng tâm tại Thương Ngô Thành. Mấy ngày sau đó, đụng độ với chấp pháp đường của Kháo Sơn Tông, nghe nói ngoài Vân Liêu, bất hủ tông lại nhiều thêm một vị cường giả, chỉ một quyền đã có thể đánh chết tu sĩ luyện thể thập tam trọng của cực cảnh Sơn, sau đó còn tàn sát cả đội mạc ảnh của chấp pháp đường. Mặt lâm nhịn không được phủi tay, cười nói, thú vị, thú vị. Xem ra tên ôn bình này cũng không phải bùng nhão không thể trác tường như thiên hạ đồn đại, tiếp tục quan sát bọn họ, có biến lập tức báo cho ta. Giang Nguyệt dạ gật đầu. Mặt lâm cười một tiếng, sau đó lại tỏ vẻ sầu khổ, nói, kỳ thật hôm nay ta quay về thương ngô thành không phải vì ngươi, ngày mai sáng sớm đi với ta đến dương gia gặp vu mạch, mang theo hầu nhi tử đi. Giang Nguyệt dạ sửng sốt một hồi, sau đó nói, hội trưởng vì muốn bái phỏng vu mạch tiền bối mà bằng lòng xuất ra trên nhưỡng. Từng, bệnh tình lão thái gia lại tái phát, ta phải cầu hắn, không bỏ được cũng phải bỏ. Hắn là bằng hữu của dược thiện đại sư Tô Ly, cả hai tính tình đều kỳ quái trừ hắn có thể khiến cô ly động tâm, ta quả thật không nghĩ ra ai khác. À! Giang Nguyệt Dạ tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu. Sáng hôm sau, Giang Nguyệt Dạ đào hai hũ hầu nhi tửu đã ủ vài thập niên mà mặt lâm vô cùng trân quý lên, cùng hắn đến thăm dương gia. Vừa rồi hắn đến bái phỏng đã ăn hết một lần bế môn canh, lần này hắn rút kinh nghiệm, trước báo danh hào bách tông liên minh hội sau đó mới nói ra việc cần thương lượng lần này không bị từ chối thẳng thừng như lần trước chỉ chốc lát đích thân dương tông hiền đón tiếp bọn họ vào đại đường sau đó còn bảo hạ nhân mau chóng đi pha trà mặt lâm trước hàng huyên đôi câu sau đó lập tức đi thẳng vào đề không có quá nhiều tâm tư ngồi khách sáo qua lại hắn xuất ra hầu nhi tửu rồi hỏi dương tông hiền cũng là đang hỏi hoài không ngồi bên cạnh dương tộc trưởng hoài không huynh không biết vu mạch tiền bối có tiện gặp mặt hay không mặt hội trưởng Vô huynh hiện thân thể không tiện, cũng không có ở phụ đệ của ta, sợ là ngài đi chuyến này uổng công rồi. Cho đến hôm nay, Dương Tông Hiền luôn nói với bên ngoài rằng Vu Mạch đang tìm tu ở hậu viện, dưỡng thương, không tiếp khách. Chính là vì không muốn cho người ở Thương Ngô Thành biết được hướng đi của Vu Mạch, vô duyên vô cớ tăng thêm phiền toái cho hắn. Nhưng đối với Mạc Lâm thì khác, hắn không dám giấu giếm. Mạc Lâm tuy không can dự vào bất cứ chuyện gì tại Thương Ngô Thành, nhưng địa vị của hắn là tối cao tại mảnh đất này. Bởi vì đứng phía sau hắn chính là thế lực lớn nhất thiên địa hồ. Cái gì mà kháo sơn tông, cực cảnh sơn, cho dù đông hồ, trong mắt bách tông liên minh hội cũng chỉ là con kiến hôi. Dù gì đi nữa thì đông hồ cũng chỉ là một hồ trong 108 hồ của thiên địa hồ. Một, một rất xin lỗi các đạo hữu, ở những chương trước có chỗ sai sót. Thiên địa hồ là một quần thể gồm 108 hồ, trong đó có Đông Hồ, chứ không phải Thiên Địa Hồ là một hồ trong 108 hồ. Nghe vậy, Mạc Lâm cho rằng Dương Tông Hiền đang nói qua loa cho qua, vội giải thích, "Dương tộc trưởng, lão thái gia bệnh nặng tái phát, chịu đựng không được bao lâu, chuyện cấp bách còn nhờ Vu Mạch tiền bối hỗ trợ liên hệ với Tô Ly đại sư ở Đông Hồ, vì vậy, kính xin nhị vị hỗ trợ." Dương Tông Hiền bất đắc dĩ cười khổ, không biết nên nói gì tiếp theo, mà có nói tiếp cũng chưa chắc Mạc Lâm tin. Đúng lúc này, A Long đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng Mặt hội trưởng, đại nhân nhà ta hiện đang dưỡng thương tại bất hủ tông Bất quá, dù cho ngài có tìm được đại nhân thì cũng chẳng được gì đâu Tô ly đại nhân đã mất tích Nếu như quả thật mặt hội trưởng cần tìm dược thiện đại sư gấp để cứu mệnh lão thái gia Chẳng bằng đến tìm tông chủ bất hủ tông Thương thế của đại nhân nhà ta chính là do hắn trị đấy A Long vừa nói xong hai người hoài không ngồi bên cạnh lập tức biến sắc. Nhưng lời cũng đã nói xong, giờ có mở miệng trách cứ hắn thì cũng đã không kịp nữa, dù sao mặt lâm người ta cũng chỉ cầu dược thiện sư để cứu mệnh người nhà mà thôi. Rơi vào đường cùng, hoài không chỉ có thể nói tiếp, hắn cướp lời cũng chỉ vì sợ A Long hớ miệng nói ra quá nhiều điều không nên, đến lúc đó lại mang đến phiền toái không cần thiết cho ôn bình. Hoài không chỉ đơn giản nói một câu, mặt lâm hội trưởng, quả thực dược thiện do ôn bình làm ra có tạo nghệ độc đáo, thậm chí trên cả ta, chữa bệnh cho lão thái gia hẳn là không vấn đề. Chương 83, đích thân lên núi bái phỏng dù cho hoài không chỉ nói qua loa năng lực của ôn bình, nhưng vẫn khiến mặt lâm có một tia hy vọng cùng kinh hỷ. Hắn nghĩ nghĩ, nếu đã không thể nào liên hệ với Tô Ly, vậy chỉ có thể tìm một dược thiện sư khác. Hắn cũng từng nghĩ đến chuyện nhờ người khác, thậm chí đã có ý định mở miệng cầu hoài không hỗ trợ, nhưng hiện tại, nghe hoài không nói ôn bình dược thiện tạo nghệ không thua kém hắn, trong tâm có chút kinh hỉ. Không có tô ly. Để hai vị dược thiện sư này hỗ trợ có lẽ cũng không có vấn đề gì. Mặt lâm liền nói, vậy thì phiền toái hoài huynh rồi. Dứt lời, hắn lập tức quay sang Giang Nguyệt dạ nói, phái người đi tìm ôn bình, bảo hắn hạ sơn gặp ta. Giang Nguyệt dạ gật đầu. Sau khi ra khỏi phòng, nàng lập tức phái hộ vệ thiếp thân của mặt lâm ra roi thúc ngựa thẳng tiến vân lam sơn thời điểm này ông bình vừa kết thúc tu luyện không bao lâu đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đại triển quyền cước nấu một bữa nguyệt quan sủi cảo nữa bởi vì hệ thống từng nói ăn nhiều nguyệt quan sủi cảo chỉ có ít chứ không hại đám hoài diệp từ sáng sớm đã tiến vào trọng lực trường sau khi có được vô cấu chi thể gần như vô địch cùng cảnh giới cho nên bọn họ càng phải tập trung tu luyện nhiều hơn nhưng lúc đi đến quảng trường ánh mắt của đám đệ tử rơi vào một gã thanh niên cẩm y hoa phục khí vũ hiên ngang thấy người nọ đột nhiên tiến lại gần cả đám không khỏi nhìn quanh vài lần sau đó quay sang hỏi người bên cạnh tìm ngươi à con chó săn cáp cáp đứng cách đó không xa liếm láp móng vuốt dường như đang chờ đợi điều gì đó gã thanh niên bước đến hướng về phía đám hoài diệp hô này người bất hủ tông dừng lại ta có việc muốn hỏi chuyện gì triệu dịch dừng bước gã thanh niên nói hội trưởng bách tông liên minh hội của chúng ta cần tìm ôn tông chủ có việc bảo tông chủ của các người lập tức theo ta xuống núi một chuyến các người mau chóng đi chuyển lời không có nhiều thời gian đâu nghe thế đám hoài diệp hai mặt nhìn nhau tên này ở đâu chui ra mà phách lối vậy nhỉ vốn không định để ý đến hắn nhưng nghe đối phương xưng là người của bách tông liên minh hội cả đám chỉ có thể đẩy triệu dịch ra chịu trận, sư đệ, mang hắn đi gặp tông chủ đi. Triệu dịch gật đầu đáp ứng, sau đó dẫn tên phách lối kia đi về phía trù phòng. Dù sao hắn cũng là người mới, đối mặt với người của Bách Tông Liên Minh Hội không dám lạnh nhạt, suốt đoạn đường vẫn một mực bày tỏ thái độ cung kính nhưng trong mắt gã thanh niên kia, đó là lẽ đương nhiên, hắn chấp tay sau lưng, nghênh ngang bước đi, hưởng thụ cảm giác đại nhân vật tiến vào sơn thôn. Khi thấy ôn bình, gã trên dưới đánh giá hắn vài lượt, sau đó mới bày ra vẻ cung kính nói, ôn tông chủ, đại nhân nhà ta là mặt lâm hội trưởng, ngài ấy lệnh ta đến mời ngài xuống núi một chuyến. Không rảnh. Liếc nhìn người trước mắt, ôn bình nhàn nhạt đáp lại một câu. Gã thanh niên ngây ra một lúc, rồi nói tiếp, ôn tông chủ, tìm ngài chính là hội trưởng mặt lâm. Đã biết, nhưng hiện tại ta không rảnh. Ông Bình lại mở miệng đáp, bất quá nội dung vẫn không có gì khác trước dường như hắn không hề nghe được trọng điểm trong câu nói của gã thanh niên gã thanh niên im lặng nhìn nhìn ôn bình nhất là lúc chứng kiến hắn vung dao chặt thịt một cách chuyên nghiệp gã không khỏi tay chân luống cuống bất đắc dĩ không biết làm sao thầm nghĩ chẳng lẽ ôn bình không biết mặt lâm là ai ngay khi hắn định mở miệng ôn bình lại nói có chuyện gì thì bảo mặt lâm hội trưởng đích thân lên núi tìm ta hôm nay ta không rảnh xuống núi triệu dịch tiếng khách lần sau lúc ta bận việc đừng đến làm phiền triệu dịch gật đầu sau đó bày ra thủ thế mời gã thanh niên cẩm y vội vàng mở miệng định nói thêm gì đó nhưng triệu dịch đã lên tiếng cắt đứt bên này thỉnh nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn rơi vào đường cùng gã thanh niên chỉ có thể theo ý triệu dịch hạ sơn bất quá đoạn đường hạ sơn này sao lại có cảm giác dài dằng dặc đến thế vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ nên về giải thích lại như thế nào. Lúc gã thanh niên quay về Bách Tông Liên Minh Hội, đứng ở ngã tư đường, tim hắn đập liên hồi, rốt cuộc vẫn cất bước đi lên tầng cao nhất, nhẹ nhàng gõ cửa một gian phòng. Cộc! Cộc! Giang Nguyệt Dạ đang trong ngóng tin tức vội vàng ra mở cửa. Nhìn thấy ánh mắt Giang Nguyệt Dạ, gã thanh niên bất đắc dĩ cúi đầu. Giang Nguyệt Dạ dường như đã nhận ra có chuyện khác thường, ánh mắt nàng hướng ra cửa, liếc nhìn một lượt, không thấy ôn bình liền hỏi ôn tông chủ đâu? một câu khiến toàn thân gã thanh niên run lên. vốn lý do đã soạn sẵn trên đường giờ phút này bay đi đâu hết, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói thật, nhưng vì sợ gian nguyệt dạ cùng mặt lâm trách cứ, cho nên mỗi câu mỗi chữ đều thập phần cẩn thận. ôn tông chủ đang làm thức ăn, hắn hắn nói không có thời gian xuống núi còn nói nếu hội trưởng có chuyện gì thì đích thân lên bất hủ tông tìm hắn nghe xong những lời này sắc mặt giang nguyệt dạ cứng lại nàng tuyệt nhiên không ngờ ôn bình lại dám cự tuyệt yêu cầu của mặt lâm ngay cả tông chủ kháo sơn tông sợ rằng cũng không dám làm như thế nhất là khi nghe được ôn bình vì bận làm đồ ăn nên không đến mặt nàng càng thêm khó coi lời của thủ hạ giang nguyệt dạ nghe được hiển nhiên mặt lâm ở bên cạnh cũng nghe được hắn đột nhiên xoay người, lạnh giọng nói, tình nguyện làm đồ ăn cũng không hạ sơn, từ khi nào thể diện của mặt lâm ta lại rẻ mạt như thế. Cái tên ôn bình này không thấy một thời gian, tính tình lại lớn như vậy. Đại nhân, ôn tông chủ đã nói như vậy, thuộc hạ không hề bị nửa câu. Gã thanh niên sợ mặt lâm cho rằng hắn thêm mắm dặm muối, bị chuyện nên vội mở miệng giải thích. Đã biết. Mặt lâm hừ lạnh, có hơi khó chịu, không khỏi bật thốt. Xem ra hắn không muốn thăng tin nữa rồi. Giang Nguyệt Dạ xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài một tiếng, liếc nhìn gã thanh niên bên cạnh bằng ánh mắt mày hại chết bà rồi, sau đó thối lui ra ngoài. Bất quá, nàng còn chưa lui được mấy bước đã bị mặt Lâm gọi lại. Hắn lạnh giọng nói, không cần đi tìm hắn, không muốn hạ sơn thì chuyện thăng tin coi như xong. Giang Nguyệt Dạ rơi vào đường cùng chỉ có thể dừng bước trong lòng không khỏi vì ôn bình cảm thấy tiếc hận, chuyện thăng tinh lại bị phủ quyết vì loại chuyện như vậy quả thật không đáng. Nàng rất khó hiểu tên gia hỏa kia làm món gì mà ngay cả mặt lâm hắn cũng dám từ chối, còn bảo vị đại Phật này tự thân lên núi tìm mình. Đúng lúc này, mặt lâm chợt quay sang hỏi hoài không đang ngồi bên cạnh, hoài huynh, ngươi có biện pháp nào không? Hoài không lắc đầu. Kế đó bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trầm mặt một hồi rồi nói, mặt lâm hội trưởng, nếu như ngài muốn lão thái gia sống thì chỉ sợ phải tự mình lên núi tìm ôn tông chủ. Có ý gì? Mặt lâm hồ nghi hỏi. Hoài không thở dài một hơi, nói tiếp, bệnh của lão thái gia thứ cho hoài không ta bất lực, cũng thứ cho ta vừa rồi đã giấu giếm ngài một vài chuyện về ôn tông chủ. Kỳ thực khả năng điều chế dược thiện của ôn bình trên ta, thậm chí không hề kém so với tô ly, muốn cứu lão thái gia, hiện tại sợ chỉ có hắn làm được mà thôi cái gì hoài không nói Mặt lâm hội trưởng muốn sớm cứu được lão thái gia ngươi nên bỏ qua kiêu hãnh của mình đi ta chuyện này Mặt lâm á khẩu vừa nãy hắn còn lớn giọng nói sẽ bác bỏ thỉnh cầu thăng tin của ôn bình thế nhưng tình thế lại đột ngột xoay chuyển từ ôn bình thỉnh cầu hắn giờ biến thành hắn phải cầu tên tiểu gia hỏa kia bảo hội trưởng phân hội của Bách Tông Liên Minh hội tự mình đi tìm tông chủ của một cái tông môn vô tinh. Chỉ sợ là chuyện ngàn năm có một. Chương 84, chó săn cáp cáp nói là ngàn năm một lần thì có hơi quá lời, thế nhưng thực sự là không có vị hội trưởng phân hội nào làm như thế. Khi quay đầu lại nhìn về phía giường, ánh mắt rơi vào trên ngừa lão thái gia còn đang mê man, trong lòng không khỏi bốc lên cảm giác đắng chát. Nếu còn chần chừ, có lẽ là lão thái gia suốt cả một đời bận biệu nhà mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, khẽ cắn môi, mặt lâm dứt khoát nói, xem ra chỉ có thể tự ta đi một chuyến. Hội trưởng Mấy tên chấp sự bách công liên minh hội kinh hô một tiếng, vội vàng ngăn mặt lâm lại. Bởi vì một cái hội trưởng phân hội tự mình đi cầu ôn bình, quả thực là mất hết mặt mũi, thậm chí còn làm mất hết mặt mũi của phân hội. Mặt lâm khoát tay, để cho mấy tên chấp sự đều im lặng sau đó lên tiếng các ngươi nếu như có biện pháp khác thì nói ra nếu không có liền câm miệng hết đi rào đầu hát báo nãy giờ nằm bên cạnh mặt lâm lúc này lập tức gầm lên một tiếng hai con ngươi lạnh lùng trừng trừng mấy cái gã chấp sự giống như là đang nói thằng nào mạnh bước ra ra ngoài cùng solo với ta xem ai ăn ai mấy tên chấp sự giật mình bị tiếng gầm này dọa lui mấy bước không dám tiếp tục mở miệng trong lòng rất muốn ngăn cản Mạc Lâm, thế nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp nào khác, cũng không đủ năng lực đi đối đầu với đầu hát báo kia. Mạc Lâm tiếp tục mở miệng, Nguyệt Dạ, theo ta đi lên Vân Lam Sơn một chuyến. Được. Giang Nguyệt Dạ gật đầu. Mạc Lâm không phải người thích lề mề, đã quyết định liền làm ngay, một khắc đồng hồ sau, đã trên đường dẫn tới Vân Lam Sơn. Hoài không cùng Dương Tông Hiền có vẻ không yên tâm, cũng theo sau, suốt đoạn đường đi đều không nói thêm gì. khi trục bánh xe ngựa ngừng chuyển động, đám người đứng tại chân núi vân lam sơn đồng thời ngước đầu nhìn lên ngàn tầng thềm đá ẩn trong mây mù. mặt lâm vỗ vỗ đầu hắc báo bên cạnh, hắc báo giống như là nhận được mệnh lệnh gì đó, nhanh chân xông lên, giống như là một tia chớp đen, nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. mặt lâm theo sau cất bước đi lên. đoạn đường lên núi hắn không có nói gì nhưng trong lòng lại suy nghĩ liên tục. hắn nhớ lại bộ dáng của ôn bình lúc trước, nếu không phải ăn chơi lêu lỏng trong thương Ngô Thành thì chính là ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày trên bất hủ tông. ngay cả một ít tu vi kia cũng là nhờ vào phụ mẫu bồi đắp. ngoại trừ tụ tập ăn chơi với lũ con nối dòng quần là áo lược trong thành ra thì mặt lâm thấy hắn chẳng có cái sở thích hay ho nào khác. nhưng mà mới qua bao lâu liền có cảm giác thoát thai hoán cốt. Ôn Bình từ một tên nhị thế tổ ăn chơi lêu lỏng tầm thường vậy mà lắc mình một cái liền trở thành một dược thiện đại sư, hơn nữa còn phải để cho Hoài không đánh giá cao như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được lẩm bẩm, mới 18 tuổi đã có dược thuật ngang tay với Tô Ly, xem ra Ôn Bình ngày thường không học không nghề nghiệp đều là giả tạo. Nếu như không phải Bất Hủ Tông bị gánh một hồi hảo kiếp, chỉ e là hắn vẫn còn ẩn giấu bản lãnh của mình, không biết khi nào mới hiển lộ. Dứt lời, liền liếc mắt nhìn sang Giang Nguyệt Dạ bên cạnh. Giang Nguyệt Dạ lắc đầu, khẽ cười một tiếng, tiếp tục theo cái chủ đề đó mà nói, có bản lãnh, lại giả vờ làm kẻ vô học vô nghiệp tầm thường, quả thật là khiến người không tưởng tượng được. Hai người hoài không một bên nở ra nụ cười khổ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hai người bọn họ bây giờ không biết phải đối mặt với ôn bình như thế nào, bởi vì ôn bình không muốn để cho người khác biết hắn hiểu dược thiện. Khi đi gần tới đỉnh, hai người Hoài Không không nhịn được mà bốn mắt nhìn nhau, đều đối với người trước mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đúng lúc này, phía trên đỉnh truyền tới vài tiếng chó sủa. Go go. Nương theo tiếng chó sủa, mặt Lâm vừa bước thêm vài bước liền ngừng chân lại. Mấy người Hoài Không cũng theo đó dừng lại, còn đang chuẩn bị mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra thì thấy ánh mắt kinh ngạc cùng cảnh giác của Mạc Lâm nhìn về phía trước chỉ thấy đầu hát báo cho dù nằm ngủ cũng khiến người ta sợ hãi, lúc này lại giống như một đầu chó đất bị đánh bại, trốn trong bụi cây, nhút nhát co ro thân thể của mình, sau khi nó nhìn thấy mặt lâm liền phát ra từng tiếng trên rỉ. Một đầu yêu thú có thực lực đủ so sánh với luyện thể thập trọng của nhân tộc lúc này đã mất hết uy nghiêm khí thế. Trong lòng mặt lâm nổi lên sự kinh ngạc, ánh mắt quét ra chung quanh, nhưng cũng không phát hiện cái gì khác thường, nếu như nói có thì chỉ có đầu chó săn đang ngồi xổm ở đầu bậc thang kia bất quá nó đặc biệt ở chỗ là có hơi lớn mà thôi còn lại không có gì đáng chú ý loại chó này ở nông thôn cả đống a à, mặt trở về mặt lâm hướng đầu hát báo đang nằm sấp trong bụi cỏ hô lên một tiếng bất quá đầu hát báo thường ngày hung hăng lúc này lại không có động tĩnh, vẫn nằm co quắp một đống ở đó như là không nghe thấy mặt lâm gọi a à, mặt mặt lâm lại hô một tiếng lần này gọi nó trên mặt mang theo chút tức giận hắc báo thấy mặt lâm tức giận lúc này mới đi lên bất quá bước chân lại rón rén cực kỳ chậm chạp cho người ta có cảm giác như là một người đang đi bên cạnh một con cự viên khỉ độc lớn coi như là kiên công cho dễ tưởng tượng đang ngủ chỉ sợ phát ra một thanh âm quấy nhiễu liền bị nó vỗ một cái bẹp lép như trái chuối ép thanh âm hoài không bỗng nhiên truyền đến cáp cáp bọn họ không phải người xấu. Nghe được câu nói này của Hoài không, Mặt Lâm cùng Giang Nguyệt Dạ đều không hẹn mà cùng quay lại nhìn hắn, còn chưa hiểu đầu đuôi gì, vừa quay đầu lại liền thấy đầu chó săn kia chậm rãi đứng lên, sau đó đi đi lại lại trên thềm đá. Nghe trái ngó phải, so với loại chó cỏ ở nông thôn chả khác gì. Nhưng thấy nó như vậy, đầu hắc báo lại như trút được áp lực, vội vàng chạy tới sau lưng mặt Lâm. Tràng cảnh mười phần vi diệu, để người không tưởng tượng ra mặt lâm nhịn không được mở miệng hỏi hoài huynh đây là có lẽ là cấp cấp xem a mặt làm địch nhân biết cấp cấp lợi hại thế nhưng hoài không đành giả vờ làm một người suy đoán qua chứ không dám nói rõ với mặt lâm hắn đã lỡ mở miệng nói ôn bình hiểu dược thiện rồi nói thêm một điểm nữa sợ rằng bất hủ tông sẽ đem hắn làm kẻ xa lạ nhưng mà một câu nói lập lờ nước đôi như vậy lại làm cho mặt lâm trong lòng kinh ngạc, mắt nhìn xuống đầu hát báo, sau lại nhìn qua con chó nông thôn giữ nhà bình thường kia, trong đầu không khỏi sinh ra một ý nghĩ, lẽ nào ngoại hình chỉ là một con chó bình thường để che giấu, trên thực tế nó là một đầu hung thú không muốn người khác biết. Nếu không lấy đâu ra bản sự khiến hát báo phải trốn vào trong bụi cỏ không dám nhúc nhích. Một trận phong ba nho nhỏ đi qua, mặt lâm lên núi, tìm tới ôn bình đang ở trong phòng bếp. Ôn Bình dường như đã sớm biết hắn sẽ tới, đứng chờ tại bên ngoài phòng bếp. Mặc Lâm đi qua, thấy Ôn Bình liền mở miệng cười nói: "Mặt hội trưởng không thể tiếp đón từ xa." Mặc Lâm nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, không có biểu lộ gì đặc biệt. Thật ra, lúc Mặc Lâm vừa mới đến Vân Lam Sơn liền muốn cho Ôn Bình một cái ra oai phủ đầu, để Ôn Bình biết mà khỏi tự ngạo. Thế nhưng một màn trên thềm đá kia khiến hắn bỏ qua cái dự định này bởi vì hai người căn bản là không quen nếu như thật phát sinh chuyện tình xích mích chuyến đi bất hữu tông này sợ là lành ít dữ nhiều Mạc lâm thấy ôn bình không có mời hắn ngồi cũng không có ý muốn đi châm nước pha trà dứt khoát lười nói nhảm đi thẳng vào vấn đề ôn tông chủ mặt mổ nghe nói ngươi có dược thiện chi năng không kém gì tô ly cho nên cả gan muốn xin ôn tông chủ xuống núi giúp ta cứu một người đang hấp hối sự tình thăng tin ta có thể lập tức giải quyết cho ngươi. Ông Bình sau khi nghe được câu nói này, ánh mắt liền rơi vào trên thân hai người hoài không, sau đó lạnh giọng hỏi, mặt hội trưởng, ta chỉ là một tên gà mờ mà thôi, cũng không biết ai đã nói ta hiểu dược thiện vậy. Nghe được câu nói này của ông Bình, hoài không biết không thể che giấu, đành phải ứng tiếng, hướng về phía ông Bình cười lấy lệ, xấu hổ nói, ôm tông chủ, chuyện này liên quan đến mạng người, cho nên ta chỉ có thể. Chương 85, Thăng Tinh. Nói chuyện tiền đi ánh mắt ôn bình rơi trên mặt Hoài Không, không nói gì thêm. Kỳ thật hắn cũng chưa từng nói rằng không cho phép bọn họ truyền ra ngoài chuyện hắn hiểu biết dược thiện. Tuy nhiên, hắn vẫn hy vọng đám người Hoài Không sẽ tự biết giữ biết mật, một khi có người biết rõ hắn hiểu dược thiện, hiển nhiên sẽ có rất nhiều người đến cầu y dưới gầm trời này, người bệnh có rất nhiều, hắn cũng chẳng phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Hành y tế thế. Hiện tại, Mạc Lâm đã đến tận nơi, hắn cũng không tiện đuổi người ta xuống núi, cho nên đành mở miệng hỏi, "Mạc hội trưởng, không biết là ai mắc bệnh?" Mạc Lâm đáp, "Gia phụ." Nghe Mạc Lâm nói xong, Ôn Bình Lục tìm trong trí nhớ một lượt, phát hiện bản thân thật sự không biết phụ thân của Mạc Lâm là ai, liền hỏi, "Không biết lão thái gia mắc phải bệnh gì?" Mạc Lâm nghe Ôn Bình hỏi vậy, biết rõ chuyện đã thành một nửa, lúc này liền vui vẻ mở miệng quái tật, một năm trước mất đi khả năng đi lại, tìm hết thảy danh y cũng không tra ra nguyên nhân. Hôm nay đột nhiên hôn mê, khí tức cũng phi thường yếu ớt, thường xuyên ngủ một giấc liên tục vài ngày, gọi mãi vẫn không dậy. Hắn vừa dứt lời, ông Bình liền lâm vào trầm tư. Đừng suy nghĩ nhiều, hắn trầm tư chỉ là để nghĩ xem nên thu phí sao mới xem là hợp lý, chứ chẳng phải lo lắng cho người bệnh hay nghĩ cách chữa gì đâu. Có xì gà sinh mệnh, trên nguyên tắc là không có bệnh gì không trị được, hiện tại, thứ hắn thiếu nhất chỉ có kim tệ. Lấy được 10 vạn kim của vô mạch nhoáng cái đã hết mất phân nữa, muốn nhanh chóng phát triển hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm thêm thu nhập, nếu chỉ dựa vào mấy trăm kim tu luyện của đệ tử mỗi ngày thì phải tồn rất lâu mới có thể thăng cấp kiến trúc lần nữa. Bất quá, thấy ôn bình tỏ thái độ như vậy, Mạc Lâm lại cho rằng chuyện này rất khó giải quyết, lập tức mở miệng, ôn tông chủ chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này chuyện thăng tin chỉ là một thao tác mà thôi nhưng đúng lúc này ôn bình bỗng nhiên lắc đầu cự tuyệt được rồi đối với thăng tin ta đã hết hứng thú từ lâu tương lai cũng không có ý định thăng tin mặc hội trưởng hay là đổi thù lao khác được không mặc lâm ngây ra một lúc dường như hắn không kịp phản ứng với lời của ôn bình nếu theo như lời ôn bình nói hắn ta không có hứng thú thăng tin chuyện này quá mức kinh thế hải tục trước kia chỉ có bách tông liên minh hội cự tuyệt thăng tin cho tông môn chưa từng có tiền lệ tông môn từ chối được thăng tin ví như thương hội dù cho sinh ý của bọn họ có lớn cỡ nào thì cuối cùng vẫn chỉ gói gọn trong thành đồ bán ra cũng chỉ là trong phạm vi xung quanh thành mà thôi duy chỉ có bách tông liên minh hội mới có thể mua được đồ vật từ nơi khác bách tông liên minh hội có được hệ thống giao dịch khổng lồ chỉ cần muốn bất kỳ thứ gì cũng có thể mua được tại sảnh giao dịch của bọn họ cho dù ngươi muốn một cái đại yêu hay là mua công pháp của một tông môn ở cách xa vạn dặm chỉ cần xuất nổi kim tệ thì chắc chắn sẽ có hàng hơn nữa còn đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn có thể thấy hệ thống giao dịch bực này là trọng yếu với một cái tông môn giường nào ngoài ra đặc quyền mậu dịch của tông môn cũng được đề cao bách tông liên minh hội giúp ngươi mang thứ đó đi nơi khác bán kim tệ thu về có khi hơn gấp bội, thậm chí gấp 10 lần. Hơn nữa, lệ phí cũng chỉ có ba thành lợi nhuận. Nói tóm lại, một tông môn nếu muốn cường đại hơn, dựa vào bách tông liên minh hội không thể nghi ngờ chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng, ông Bình lại cự tuyệt thăng tin. Còn nói rằng không muốn thăng tin. Mặt lâm quá mức bất ngờ, mang theo vài phần hồ nghi mở miệng hỏi, ông tông chủ, người xác định là mình đang nghiêm túc. Ôn Bình lên tiếng, chứ còn sao nữa. Nhìn thấy thái độ phong kinh vân đạm của Ôn Bình, mặt lâm lắc đầu, được rồi, hắn cảm thấy Ôn Bình không hề giỡn. Chuyện thăng tin bị cự tuyệt, hiện tại, mặt lâm thật sự không biết dùng thứ gì để hấp dẫn Ôn Bình, nói gì đi nữa thì đòn sát thủ của hắn cũng đã mất hiệu lực, có nói ra mấy thứ khác thì cũng chẳng được gì. Suy tư một phen, rốt cuộc vẫn không có kết quả, hắn chỉ có thể hỏi thẳng, ôn tông chủ, ngươi đã không muốn thăng tin, vậy thì ngươi muốn thù lao gì cứ nói, mặt mổ nhất định sẽ xuất ra được. Ông Bình giơ hai tay lên, hợp thành số 10, sau đó thốt lên ba chữ, 10 vạn kim. Khục khục. Một câu khiến đất bằng bỗng nhiên dậy sóng, gia nguyệt dạ cả kinh đến mức sặc nước bọt của mình. Nàng dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn ôn bình, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, căn bản không thể tin ôn bình lại đòi, thù lao, kiểu đó trước đó vài ngày, chẳng phải hắn còn vì tự vệ mà dùng thăng tinh để kéo dài thời gian sao? Nghe ôn bình nói xong, Mặt Lâm không trực tiếp cự tuyệt, hắn trầm tư một lúc, sau đó gật đầu đáp ứng. Ôn tông chủ, chỉ cần ngươi trị tốt cho gia phụ, 10 vạn kim sẽ là của ngươi. Hội trưởng, 10 vạn kim này, Giang Nguyệt Dạ vừa nói được một nửa thì bị Mạc Lâm giơ tay ngăn lại. Nguyệt Dạ, không cần phải nói thêm, ý ta đã quyết. Thôi được. Giang Nguyệt dạ gật đầu, cũng không dám nói gì thêm, mặc dù nàng cảm thấy con số 10 vạn kim này có hơi e răng. Thương lượng xong giá cả, Mạc Lâm không vội rời khỏi, nghĩ đến vô mạch tiền bối hiện đang ở bất hủ tông, nếu đã đến, hắn cũng nên đi bái phỏng một lần. Đáng tiếc, Vu mạch nói thẳng là không muốn gặp hắn, Mạc Lâm chỉ có thể từ bỏ, mang theo hắc báo rời khỏi Vân Lam Sơn. Thế nhưng vừa xuống núi, liền thấy người là người, chen kính cả con đường, tất cả đều một bộ cẩm y hoa phục, xem ra chính là loại người tiền, cũng có một chút quyền lực. Mặt hội trưởng, lão thân dương mạc, tệ xá đã chuẩn bị thức ăn cùng rượu ngon, muốn mời mặt hội trưởng hạ cố một chuyến. Mặt hội trưởng, chỗ ta vừa có một đàn phong lưu mã huyết hồng, mời ngài đến xem, nếu như ưa thích, tại hạ nguyện ý dân tặng. Mười mấy người vây quanh mặt lâm, tựa như chim sẻ, ríu ra ríu rút không ngừng. Mặt lâm không hề tỏ vẻ phiền chán, bởi vì nương theo tiếng hắc báo trống lên, Giang Nguyệt dạ bên cạnh đã giận dữ xông lên trước, cút, ai dám tiến thêm bước nữa, đừng trách đao trong tay Giang Nguyệt dạ ta không có mắt. Dứt lời, đoạn đao ra khỏi vỏ. Hạ Sơn, hắc báo lại một lần nữa nghe ra hàm răng dữ tận, nào có loại hình thái mèo con quỷ khuất như lúc trên núi. Hàng quan bắn ra, dọa đám tộc trưởng gia tộc gì gì đó kinh sợ thối lui vùi bước. Nhìn thấy hắc báo, Cả đám lại lùi thêm mấy bước nữa. Trước cuộc, con đường trước mắt cũng lộ ra, mặt lâm lập tức lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi. Trên xe ngựa, Giang Nguyệt Dạ vẫn nhớ mãi không quên cuộc giao dịch lúc nãy giữa mặt lâm và ôn bình, cuối cùng, thật sự nhịn không được, nàng liền mở miệng hỏi. Hội trưởng, 10 vạn kim cũng không phải con số nhỏ, bấy nhiêu đủ để tô ly đại sư ra tay 4 năm lần rồi thế nhưng hiện tại tô ly không có ở đông hồ được rồi nguyệt dạ người quan trọng hay kim tệ quan trọng chỉ khi lão nhân trong nhà nguy tại sớm tối người mới có thể hiểu được mặt lâm dứt lời liền nhằm mắt dưỡng thần không nói gì thêm ở bên này mặt lâm còn chưa đi được bao lâu đám tộc trưởng kia lại tụ lại một chỗ mặc dù không định nọt dược mặt lâm quả thật có hơi tiếc hận nhưng chẳng phải vẫn còn một bất hủ tông sao xem ra lời đồn bất hủ tông quật khởi là chuyện có thật. Ngay cả mặt lâm hội trưởng cũng đích thân tới bái phỏng, còn có thể là giả. Đám người châu đầu ghé tai thảo luận, cuối cùng, bọn họ quyết định dựa vào ngọn núi sắp lớn bất hủ tông này. Dù sao bọn họ cũng ở ngay dưới chân Vân Lam Sơn, nếu như bất hủ tông nguyện ý, tiền đồ sau này của bọn họ ác sẽ bừng sáng. Chương 86, tầng mịch trong khi đám người kia nháo nhào ùa lên Vân Lam Sơn, một thanh niên tóc đỏ đang dạo bước trên con đường dưới chân núi, bước chân không nhanh không chậm, thỉnh thoảng ló đầu quan sát phía trước, có khi thì dừng lại ngó nghiêng tạp hóa bên đường. Mặc dù một cái cúc áo trên người hắn cũng đủ để mua hết quầy hàng, thế nhưng thanh niên vẫn vô cùng say sưa mân mê mấy món đồ chơi trên quầy. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng gáy vang dội. Trong tầng mây, một bóng hồng quanh quẩn vài lượt, sau đó xà thẳng xuống. Thanh niên ngẩng đầu liếc nhìn, kế đó rất tự nhiên mà giơ tay lên, bóng hồng đáp xuống vai hắn. Đây là một quái điểu màu đỏ rực, lớn cỡ bàn tay, trên đùi có kẹp một cuộn giấy nhỏ. Thanh niên gỡ cuộn giấy xuống, từ từ mở ra. Trên đó viết: Mịch, ngươi không từ đã biệt, khiến cho chúng ta rất lo lắng. Nếu như vì chuyện khảo hạch, phụ thân hy vọng ngươi đừng nhục chí, hãy còn cơ hội. Còn nếu vì muốn giải sầu, chúng ta đợi ngươi trở về ngắn gọn một câu nhưng lại khiến thanh niên càng thêm sầu não thu hồi mảnh giấy trong tay nụ cười trên môi hắn đã sớm biến mất tìm mộ cái cửa hàng mượn giấy bút thống khoái viết xuống ba chữ ta rất tốt viết rất tốt thế nhưng không có nghĩa là hắn thật sự tốt hắn chỉ hy vọng phụ mẫu không phải lo lắng vì mình mà thôi sau khi viết xong thanh niên kín đáo buộc cuộn giấy lên chân quái điểu sau đó đưa mắt nhìn nó biến mất trong tầng mây thanh niên gọi là tầng mịch đến từ một đảo nhỏ thuộc Đông Hồ, gọi là Phi Ngư Đảo. Khoảng cách từ Phi Ngư Đảo đến Thương Ngô Thành rất ra, có ngàn dặm hơn, người bình thường không tốn nửa năm căn bản không đi đến đây. cực Mà Tần Mịch lặng lội đường xa đến tận đây. Chẳng qua cũng chỉ để giải sầu. Một lần nữa giảm bớt những áp lực cùng bàn hoàng trong lòng. Bởi vì hắn vừa thua trong kỳ khảo hạch người thừa kế đầu tiên tại Phi Ngư Đảo, hơn nữa còn thua rất thảm. Hắn mang máng nhớ lại biểu cảm thổn thức của ngàn vạn người xem ngày hôm đó, đến nay, vẫn còn khiến tim hắn co lại. Nếu như hắn chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi trác tán, thua cũng chẳng sao. Bản thân không đủ cố gắng, thua. Không còn lời nào để nói. Nhưng sự thật hắn không phải như vậy, không phải một tên vô học, không nghề ngỗng gì, trái lại, từ nhỏ hắn đã được phụ thân trọng điểm bồi dưỡng. 18 năm qua, thời gian của hắn tất cả chỉ để tu hành phụ thân còn mời một vị lão sư là cường giả thông huyền cảnh về cầm tay dạy bảo cho hắn. Đồng thời, tất cả tài nguyên đều dồn lên người hắn. Dược thiện, linh thiện, đại yêu bồi luyện, mấy thứ này. Người khác có nằm mơ cũng không thấy. Mà hắn, lại có được dễ như trở bàn tay. 10 tuổi nhập môn luyện thể, 15 tuổi tiến thẳng lên luyện thể lục trọng, đến nay đã là luyện thể bát trọng, hào quang vẫn luôn vây quanh hắn. Tại Phi Ngư đảo, hắn được xem là tư chất hạng nhất, được công nhận là đảo chủ đời sau. Ngày khảo hạch, tiểu muội muội 5 tuổi từng nói với hắn, "Ca ca thắng phải về làm bàn đu dây cho ta nha." Còn có mẹ hắn, tổ phụ, tổ mẫu cùng với tất cả người Tần gia. Bọn họ đều đặt hy vọng vào hắn, đều mỉm cười cổ vũ hắn bước lên võ đài. Kết quả thì sao? Hắn thua khảo hạch, phụ kỳ vọng của tất cả mọi người bọn họ không trải qua trận chiến kia nên mới cho rằng hắn còn có cơ hội bởi vì còn lần thảo hạch thứ hai nhưng hắn người chân chính tham gia trận chiến hiểu rất rõ hắn cùng đối phương chính là ngày đêm khác biệt hắn dùng toàn lực nhưng đối phương chỉ là mới khởi động cho nên hắn lựa chọn ra ngoài giải sầu muốn vượt qua bóng ma tâm lý mà đối phương để lại một lần nữa tìm lại phong thái tốt nhất để tiếp tục tu hành tiếp tục đi đi hết đồng hồ ta sẽ về. Nói xong, Tần Mịch cất bước rời khỏi cửa hàng, đi dọc theo con đường, thẳng tiến về phía trước, thế nhưng, còn chưa đi được bao xa, hắn đã thấy một tấm bảng kỳ quái. Trên đó viết, điều kiện nhập môn, 15 tuổi luyện thể ngũ trọng, giao nộp 1.000 kim phí nhập môn. Chuyện quái gì vậy? Tần Mịch bước lên trước, lay lay tấm bảng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, liếc mắt nhìn kiếm bia, nói, một cái tông môn nho nhỏ cũng dám đặt ra tiêu chuẩn bậc này. 15 tuổi luyện thể ngũ trọng mà còn phải dùng tiền nhập tông. Quả thật là hài hước. Nói xong, hắn cất bước đi thẳng lên Vân Lam Sơn. Không vì cái gì khác, chỉ vì muốn nhìn một chút xem cái tông môn tự cao tự đại kia rốt cuộc là dạng gì. Đi chưa bao xa, hắn hoảng hồn, chân nhón lên hết sức có thể, dùng sức nhảy vọt sang một bên. Cố định xong thân thể, hắn mới vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ quả thật nguy hiểm, xem chút giảm trúng, ship thơ mờ nờ rồi. Dừng lại, ngẩng đầu cẩn thận nhìn con đường trước mặt, chứng kiếm rêu bám trên thềm đá sắp nở hoa, cùng với dây thanh đằng tràn lan bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở đống phân cùng một bãi nước tiểu ở xa xa, cái tông môn này bỏ hoang bao lâu rồi trời. Hắn cảm thấy mấy cái bậc thềm này có ít nhất nửa năm không ai quét dọn, nếu không, làm sao bẩn đến trình độ này loại tông môn này mà cũng dám đặt tiêu chuẩn hạng sang như vậy chẳng lẽ không sợ không thu được đệ tử nào sao đi lên phía trước một chút bỗng nhiên Tần mịch nghe được tiếng hết phẫn nộ âm vang đâu đây xuống núi hết cho ta bất hủ tông trọng địa lại dám xông loạn coi chừng ta trực tiếp còn chưa nói xong dương nhạc nhạc đã đi về phía một khối quá thạch cạnh thềm đá xem chừng có hơn ngàn cân thế nhưng dương nhạc nhạc lại dễ dàng dùng hai tay nhấc lên nhấc lên không nói hắn còn quơ quơ mấy cái dọa đám tộc trưởng nhao nhao lui về sau mấy bước thất hồn lạc phách cắm đầu chạy xuống núi thấy một màn như vậy tần mịch âm thầm kinh hãi bởi vì ngay cả hắn là luyện thể bác trọng cũng không dám đánh cược bản thân có thể làm được như vậy tần mịch nhanh chân đi đến trước mặt dương nhạc nhạc cảm thán nói bằng hữu lực cánh tay ngươi quả là ghê gớm thật dương nhạc nhạc liếc mắt nhìn tần mịch cười cười sau đó từ từ thả khối đá về chỗ cũ, mặt không đỏ, hơi không gấp, hoặc nhìn tựa như chỉ tiện tay nhấc lên mà thôi, xong việc, hắn mới lên tiếng, chút việc nhỏ mà thôi. Tần mịch thấy thế cẩn thận quan sát dương nhạt nhạt, tự hồ đang xác định xem hắn có phải yêu vật biến hóa hay không. Nhìn một hồi, nhìn đến mức người trước mắt mặt đỏ tim đập, chuẩn bị mở miệng xua đuổi, lúc này, hắn mới mở miệng nói, bằng hữu, người tuổi này đã có thể có được lực lượng như thế, Quả thực là trời sinh thần lực. Dứt lời, Tần Mịch thầm nghĩ, trong cái tông môn suy sụp cỡ này, thực lực của người kia hẳn là cấp bậc trưởng lão. Không biết nếu ta cùng hắn so tài, đơn thuần chỉ dựa vào cơ thể cứng đối cứng, không biết có được bảy phần thắng không ta. Đúng rồi, bằng hữu, xưng hô thế nào? Dương nhạt nhạt. Dương trưởng lão, xin chào, thực lực này của ngươi thật sự khiến tại hạ cảm phục, không biết có thể hay không? Tần Mịch vừa định nói, có thể hay không luận bàn một phen thì chợt thấy Dương Nhạc Nhạc lắc đầu, bằng hữu, đừng gọi loạn. Nếu để cho trưởng lão nghe được, ta đây đảm bảo ăn hành. Ta cũng chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, ngươi cứ gọi ta Nhạc Nhạc là được. Nhạc Nhạc. Dương huynh, ngươi thật thích nói đùa. Bảo hắn Dương Nhạc Nhạc chỉ là một đệ tử bình thường, đánh chết hắn cũng không tin. Ta giống người hay nói dởn lắm à? nếu như ta là trưởng lão, ta chẳng rảnh đâu mà tám với ngươi. Dương nhạc nhạc bỗng hô to một tiếng. Các ngươi đi mau lên, nếu để cho vân trưởng lão nhìn thấy, hắn cũng không khách khí như ta đâu. Chương 87, ở đây là đâu? Trên thềm đá, đám người bước nhanh hơn, một bước trực tiếp xuống ba, bốn bậc thang, dường như rất e sợ dương nhạc nhạc làm thật. Tần mịch nhìn dương nhạc nhạc, sau đó nhìn quanh bốn phía vài lần, nội tâm càng thêm nghi hoặc. Đúng lúc này, Dương Nhạc Nhạc mở miệng, ngươi đến để nhập tông à. Tự mình tham quan đi, ta còn phải tu luyện, đi trước nha. Nhìn Dương Nhạc Nhạc vui vẻ mà đi, trong lòng tần mịch thầm nghĩ, ở cái tuổi này, với thực lực bậc đó, trên phi ngư đảo sợ cũng không thấy được bao nhiêu. Ngay cả luyện thể bác trọng như ta cũng chưa chắn có thể thắng hắn loại thiên tài này sao lại chôn chân là một gã đệ tử bình thường ở một cái tông môn xuống dốc. Hơn nữa, có vẻ như hắn rất thích ở đâu, còn tỏ vẻ hưởng thụ nữa chứ, trời trời, trước khi đi còn vặt lá cây cầm chơi nữa chứ, có chút ý tứ. Lẩm bẩm tự nói một câu, sau đó Tần Mịch đi lên đỉnh Vân Lam Sơn, hướng mắt nhìn quanh bốn phía, thầm đánh giá. Chủ điện nguy nga, so với phi ngư đảo cũng không chút thua kém, trái ngược hoàn toàn với thềm đá sau lưng, quả là một trời một vực. Bước lên trước bước, liền thấy một lão giả nằm trên ghế, trong ngực ôm một tấm bản. Giống như đúc tấm bản hắn nhìn thấy lúc lên núi. Trên đó viết tiêu chuẩn nhập môn cùng với một nghìn kim phí nhập môn, không biết vì sao nhìn lại lần nữa tần mịch đột nhiên cảm thấy câu nói kia trở nên đặc biệt bắt mắt. Lại nói, loại thiên tài luyện thể ngũ trọng nếu đặt ở phi ngư đảo, tần gia hắn cũng xem đó là tinh nhuệ để bồi dưỡng, hơn nữa còn được hưởng ưu đãi tốt nhất, thoáng chốc nhân sinh bước lên đến đỉnh phong. Thế nhưng mà tại đây, điều kiện tối thiểu nhập môn lại là thiên tài mà phi ngư đảo khao khát. Rồi còn thêm một nghìn kim phí nhập môn. Thiên tài mới 15 tuổi đã đạt luyện thể ngũ trọng phải được hưởng đãi ngộ, trước khi nhập môn phải cho bọn họ thứ tốt gì đó trị giá mấy ngàn kim, sau đó còn dùng hết tài nguyên bồi dưỡng không phải vậy sao? Nhưng ở đây, nhập môn không chỉ không được thứ gì hay ho, mà còn phải tốn tiền. Hơn nữa còn ghi giá, mà giá lại đặc biệt, cắt cổ. Đây là tông môn à. Hắn càng nhìn càng cảm thấy không giống. Đi về phía trước không bao xa, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm của một nam nhân. Lúc nhìn thấy người kia, trong mắt tần mịch lóe lên kinh ngạc. Hắn kinh hãi là vì dung mạo của đối phương. Là một nam nhân, nhưng lại tinh xảo đến mức nam nhân cũng muốn bẻ thẳng thành công cách người nam nhân này không xa còn có một thiếu niên trạc tuổi hắn đang cầm chổi quét sân bởi vì dùng sức quá lớn thỉnh thoảng bụi đất lại theo gió bay lên là khô cũng bị cuốn đi may là gió không lớn nếu không tên này có khi quét đến tối nhìn thấy triệu dịch quét rác vân liêu lập tức né sang một bên nói triệu dịch nhẹ tay một chút vân trưởng lão ngại quá Triệu dịch nói một tiếng xin lỗi, sau đó cầm chổi quét đứng chờ Vân Liêu đi qua mới bắt đầu quét tiếp. Nhưng đúng lúc này, bụi đất theo gió cuốn thẳng về phía hắn, vây lấy hắn. Vân Liêu không để ý đến triệu dịch, hiện tại hắn có việc gấp phải xuống núi một chuyến, bởi vì nguyên liệu làm nguyệt quan sủi cảo đã sớm hết. Hôm qua, sau khi ăn nguyệt quan sủi cảo, hắn cảm giác được bản thân dường như bước vào một phương thiên địa khác. Thực lực tăng gấp đôi không nói, hơn nữa còn có loại cảm giác có thể chạm đến ngưỡng cửa đã thông mạch môn. Hắn vốn định hôm nay ăn thêm một chút, ai ngờ đến chậm, bị đám đệ tử tham ăn kia nuốt hết rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mau chóng xuống núi mua nguyên liệu, tranh thủ buổi tối lại nhờ Ôn Bình làm cho một chén. Lúc bước qua đám lá khô cùng bụi đất đang bay loạn kia, đột nhiên khu vực quanh chân hắn xuất hiện một khoảng không, bụi đất cùng lá khô dường như bị thứ gì đó xua đuổi né qua người hắn, né, né, né xa một chút. Thấy cảnh tượng trước mắt, tần mịch quả thật không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc há hốc mồm mà nhìn. Kinh trần bất nhiễm. Vô cấu chi thể. Tám chữ này chở vụt qua trong đầu tần mịch. Lúc quan sát phụ thân, hắn thường thấy nhất là cảnh tượng như vậy. Đó cũng là dấu hiệu của thông huyền cảnh. Vì để chứng minh phỏng đoán của mình, hắn quyết định làm ra một hành động vô cùng can đảm thả ra thần thức dọ thám người trước mặt. Loại hành vi này thông thường chính là khiêu khích, và cũng là nguyên do thường xuyên dẫn đến sinh tử chiến. Nhưng ai bảo tò mò hại chết mèo chứ, tần mịch không nghĩ nhiều được như vậy, lỡ như có gì thì lạy người ta thôi. Hử? Vân liêu phát giác có người thả ra thần thức điều tra mình, nhướng mày, sau đó, ánh mắt rơi vào trên người tần mịch ở cách đó không xa. Lúc này, tần mịch đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vân liêu hắn không cảm thấy mạch khí chấn động trên người đối phương nói rõ người kia không phải thông huyền cảnh không phải thông huyền cảnh vậy mà lại có được vô cấu chi thể tu sĩ bậc này lại chịu làm trưởng lão trong một cái tông môn tồi tàn thế giới này làm sao vậy trời chẳng lẽ phi ngư đảo không còn là nơi có thực lực mạnh nhất đông hồ nữa rồi sao đang lúc cảm thán vô tình nghiêng đầu nhìn triệu dịch đang quét rác cách đó không xa bụi đất cũng né tránh hắn ta, bụi đất vậy mà lại né tránh hắn ta. Móa! Tần mịch nhịn không được văn tục, nội tâm kinh ngạc khiến hắn bất giác lui lại vài bước. Hai người đều là vô cấu chi thể. Cái tông môn này rốt cuộc là thứ tồn tại gì mà lại có được hai tên yêu nghiệt chưa nhập thông huyền đã sở hữu vô cấu chi thể. Loại nhân vật này hắn cũng chỉ nghe thấy từ miệng mẫu thân, dường như bọn họ chỉ tồn tại ở thế giới mênh mông rộng lớn đâu đó bên ngoài đông hồ mà thôi mới nãy hắn còn nghĩ rằng đây là cái tông môn lừa gạt chuyên đi lừa mấy tên lắm tiền thiếu não nhưng hiện tại nhìn lại ở đông hồ này làm gì có cái tông môn nào cam lòng xuất ra yêu nghiệp mới mười mấy tuổi đã có được vô cấu chi thể chỉ để diễn trò cho hắn xem chỉ để hắn cảm thấy hổ thẹn thôi à nếu có tông môn cỡ đó tối thiểu cũng phải là thế lực tam tinh hoặc tứ tinh trong đại thế giới Đúng lúc này, âm thanh chất vấn của Vân Liêu truyền đến, ngươi là người phương nào? Vị, tiền bối gì đó ơi, ta nhìn thấy thông báo thu đệ tử, cho nên mới đến xem thử. Xin hỏi đây là nơi nào? Bất Hữu Tông Nghe đối phương nói thấy được thông báo thu đệ tử nên tìm đến, Vân Liêu bỏ qua ý định giáo huấn hắn, quay sang nói với Triệu Dịch. Triệu Dịch, ngươi dẫn hắn đi gặp Tông Chủ. Dứt lời, vân liêu vội vã đi sượt qua bên cạnh tầng mịch nhanh chóng hướng về phía thương ngô thành triệu dịch buông chổi xuống đi đến trước mặt tầng mịch cười hì hì nói bằng hữu ta nói này vận khí của ngươi thật tốt tông chủ vừa vặn đang ở đây ngươi đến chậm một chút nữa sợ là không gia nhập bất hủ tông được rồi hả nghe người trước mắt nói tầng mịch có cảm giác sai sai chỗ nào đó như mấy cái tông môn khác không phải có được đệ tử Thiên Tài gia nhập là chuyện may mắn sao? Sao đến hắn lại thành cái dạng khác? Vì mà ngươi có thể gia nhập Bất Hủ Tông của ta là có phúc phận. Bị Triệu Dịch lôi kéo đi một đoạn, hắn mới sực nhớ ra, hình như hắn đến đâu phải để nhập tông đâu. Hắn chỉ đến xem mà thôi. Nhưng đúng lúc này, người bên cạnh đột nhiên không người, hô, Tông chủ. Tần Mịch thuận thế quay đầu nhìn, lập tức kinh ngạc thốt lên tông chủ hả? Chương 88, ta muốn nhập tông bên cạnh hắn, một người thanh niên trạc tuổi như hắn đứng đó, mắt sáng mày kiếm, hai đầu lông mày lộ ra vài phần khí khái hào hùng của tuổi trẻ, nhìn cách nào tần mịch cũng cảm giác đối phương còn ít tuổi hơn hắn. Vốn còn tưởng đây là đệ tử của bất hủ tông, cùng người bên cạnh nhiều nhất là quan hệ sư huynh đệ. Thế nhưng là vị thanh niên trước mắt có niên kỹ so với hắn không có sai khác bao nhiêu lại là tông chủ bất hủ tông. Hắn một đường từ Phi Ngư đảo tới Thương Ngô thành, dọc đường đi qua nhiều nơi, thấy qua nhiều tông môn, nhưng mấy tông môn kia có đầu lĩnh nếu không phải 50 tuổi thì là tóc đã hoa râm, dù là trẻ lắm cũng có hơn 40 tuổi. Giống như vị tông chủ trẻ tuổi trước mặt này thật là hiếm có khó tìm. Dọc theo con đường này, đã cho hắn nhiều kinh ngạc, cũng cho hắn nhiều điều hiểu biết mới mẻ. Nhưng hắn nghĩ không ra, một người tông chủ trẻ như vậy, hẳn là thực lực không cao. Vậy làm sao thu được đệ tử tốt như thế? Tuổi thì ít hơn hắn, thế nhưng thực lực lại ngang với hắn, không cần bước vào thông huyền cảnh cũng có vô cấu chi thể, ba người đều tại dưới trướng một tông chủ thiếu niên, chuyện này nói ra sẽ có bao nhiêu người tin tưởng. Loại thiên tài yêu nghiệt này muốn ở một tông môn nào đó thì ít nhất cũng phải là tam tinh tông môn, hoặc là mấy ẩn thế tông môn, tông chủ nhất định là một lão nhân 50, dậm chân một cái cũng đủ làm đông hồ rung rẩy. Lúc này thanh âm sâu kín của ôn bình truyền tới, chí không tại niên kỹ, không thể giả được. Dứt lời, ôn bình lộ ra ý cười nhìn tần mịch, bất quá trong nét cười lại mang theo một phần thâm ý, khiến hắn nhiều hơn vài phần khí độ, khiến cho người khác không dám cho rằng người trước mắt đơn giản như vậy. Thật ra ôn bình đã biết trước tần mịch muốn tới, cho nên mới từ nhiễu sơn chạy tới, cũng là lần đầu tiên sử dụng năng lực đặc biệt khác của chủ điện, lực hấp dẫn đặc biệt đặc thù của tông chủ giơ tay nhấc chân đều phát ra mị lực đặc biệt tần mịch ngượng ngùng cười một tiếng hai mắt dò xét ôn bình từ trên xuống dưới trong lòng không biết suy nghĩ cái gì rồi nói nói là nói như vậy nhưng mà tần mịch còn chưa nói xong ôn bình liền ngắt lời hắn triệu dịch đây là bằng hữu của ngươi sao triệu dịch vội vàng trả lời không phải đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau bản thân hắn lên núi muốn gia nhập bất hữu tông cho nên Vân trưởng lão bảo ta dẫn hắn đến gặp ngài. Nhập tông. Nụ cười của Ôn Bình tiêu tán, ra vẻ trầm tư một hồi, hai mắt lộ ra phản phất có thể nhìn thấu ánh mắt Tần Mịch, sau đó gật đầu nói, "Thiên phú tạm được, miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn nhập môn." Tần Mịch nghe được câu này, trong lòng âm thầm cười khổ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói thiên phú của hắn tạm được, dựa theo suy đoán của hắn, tại Đông Hồ này dưới 18 tuổi mà có thể đạt tới luyện thể bát trọng, tuyệt đối không trên 10 người. Tần gia bọn họ như thế nào? Tần gia là chủ nhân phi ngư đảo, dưới trướng có ba thế lực nhất tinh, một thế lực nhị tinh, có thể nói là cường đại nhất đông hồ, thế nhưng cũng chưa bao giờ dám mở miệng khoác lác như vị tông chủ trẻ tuổi này. Tiêu chuẩn thu nhận đệ tử cũng chỉ thiết lập là 15 tuổi đạt tới luyện thể nhị trọng mà thôi. Huống hồ, hắn cũng không có nghĩ muốn gia nhập bất hủ tông, hắn chỉ muốn tới nhìn một chút mà thôi. Chờ hắn du lịch một vòng đông hồ xong, tìm được cảm hứng tu luyện, sẽ quay về phi ngư đảo tiếp tục tu luyện, chuẩn bị cho lần khảo hạch thứ hai vào hai năm sau. Ta chỉ là tới đây xem một chút. Chỗ này mặc dù có cái yêu nghiệt thiên tài, nhìn qua có chút đặc biệt, nhưng hắn cũng không cho rằng tu hành ở đây tốt hơn ở phi ngư đảo. Tại phi ngư đảo còn có thông huyền cảnh chỉ điểm, có đại yêu bồi luyện rất tốt. Thanh niên trước mắt này nói câu chí không tại niên kỹ, cũng có chút bản sự, thế nhưng cũng không có nghĩa là có năng lực dạy hắn. Những người cạnh tranh với hắn đều không phải những kẻ tầm thường, hậu trường đều có thông huyền cảnh chỉ bảo tận tình. Đến đây xem. Ông Bình cười thầm trong lòng, sau đó chăm chú nhìn Tần Mịch, trong ánh mắt tản ra tinh quang. Tần Mịch bị nhìn như vậy, có chút bối rối gãi gãi cổ. Sau một hồi, ông Bình nói, không vội, Ngươi có thể đi tham quan bốn phía rồi hãy quyết định, nếu như không thích, lại đi cũng không muộn. Triệu dịch, dẫn hắn đi vòng quanh nhìn một chút, tùy tiện cho hắn thể nghiệm đồ vật trong tông, phần thưởng cho ngươi là miễn phí tu luyện trong sân hung thú thí luyện một ngày. Nghe được ôn bình, tần mịch vốn có ý định rời đi, lúc nhìn thấy biểu lộ cùng ánh mắt của ôn bình, trong lòng của hắn lại nổi lên ý muốn nán lại đây. Được thôi, ta đi nhìn xung quanh một lát.